Chiều qua, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai để nắm bắt đánh giá tình hình công đoàn tham mưu thực hiện Nghị định 105 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn các khu công nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động và con công nhân lao động. Theo thống kê chưa đầy đủ của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tính đến tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh có gần 2.800 cháu được hỗ trợ Nghị định 105 với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng và 295 giáo viên mầm non được nhận hỗ trợ với số tiền trên 800 triệu, chủ yếu tại các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Tân Phú, Xuân Lộc. Các đơn vị còn lại gồm thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Nhân Trạch và Long Thành đang trình tài chính duyệt. Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, hiện nay ở những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp như thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Nhân Trạch, số lượng cơ sở giáo dục mầm non độc lập phát triển mạnh do nhu cầu trẻ mầm non ra lớp tăng nhanh hàng năm. Trẻ tại các khu vực này đa phần là con của công nhân lao động, mức thu phí tại các cơ sở thường không cao, phù hợp với thu nhập của cha mẹ học sinh. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa hạn chế, kinh phí đầu tư cải tạo cơ sở vật chất hàng năm không nhiều, vì thế vẫn còn nhiều cơ sở xuống cấp, chưa kịp thời khắc phục, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi chưa đảm bảo đủ theo quy định. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương cho biết, thời gian qua do khó khăn dịch bệnh, các cơ sở mầm non phải đóng cửa chống dịch, dẫn đến việc triển Nghị định 105 của Chính phủ chưa được hiệu quả. Sau được công tác này, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ có báo cáo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành có liên quan hỗ trợ các đối tượng con công nhân lao động theo đúng quy định, tránh để bỏ sót. Tiếp tục quan tâm xây dựng các trường mầm non, nhà giữ trẻ con công nhân trên 6 tháng tuổi để công nhân yên tâm lao động sản xuất. Trước đó vào sáng nay, đoàn công tác đã thăm và làm việc tại trường mẫu giáo Đông Phương thuộc tập đoàn Phong Thái, khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom. Đây là một trong những ngôi trường mầm non cho con công nhân do doanh nghiệp đầu tư xây dựng với quy mô lớn gồm 29 phòng học và 850 cháu. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị định 105 của Chính phủ, đến nay toàn trường có 880 trên 1.670 cháu được nhận hỗ trợ, chiếm hơn 50%.